Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ theo chân phóng viên Hoàng Diệp để đến gặp gỡ một thạc sĩ đã tốt nghiệp ở Australia và có rất nhiều những cơ hội về việc làm tốt dành cho cô, nhưng cô đã không. Cô đã từ chối và cô đã quay về Quảng Trị, quê hương của cô, để cô học cách làm nước mắm và quyết tâm xây dựng một thương hiệu nước mắm mới trên quê hương mình. Một người con gái đúng mà lại đam mê với nước mắm như vậy chứng tỏ là cô ấy có khứu giác rất Việt Nam. Rất đáng yêu, rất Việt Nam. Vâng, và đam mê của cô ấy chắc chắn là rất lớn. Tôi cho rằng còn trên cả đam mê cơ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một ngày học làm nước mắm của tôi bắt đầu lúc 5 giờ sáng trên con đường ven biển để tới làng làm nước mắm truyền thống ở Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, đây là Đào Thị Hằng, cô chủ trẻ của thương hiệu nước mắm Thiền Nam. Thì tôi ngỏ ý với Hằng là muốn tìm hiểu về nghề nước mắm cổ truyền của vùng Quảng Trị. Hằng nói bài học đầu tiên phải bắt đầu từ việc đi chọn cá. Người bạn hướng dẫn tôi trong chuyến học làm nước mắm này là Đào Thị Hằng, đỗ đại học nông lâm Huế với số điểm cao nhất, tốt nghiệp với bằng đỏ. Hằng nhanh chóng nhận được học bổng để sang Úc học thạc sĩ chuyên ngành biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Suốt 2 năm học ở Úc, Hằng luôn cố gắng học thật tốt để tiếp tục được học lên tiến sĩ và sau đó sẽ quay về Việt Nam làm giảng viên. Chính vì thế, quyết định đột ngột quay về Việt Nam để mở doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm từ mắm của cô khiến tất cả bạn bè sững sờ. Sau 2 năm vật lộn từ cách học làm mắm, chế biến mắm, tiếp thị từng chai mắm bằng cách xây dựng website, Facebook mang tên Hằng Mắm Ruốc để chinh phục khách hàng trẻ đến mở cửa hàng, trực tiếp pha mắm, giới thiệu sản phẩm. Đến nay, cô gái này đã xây dựng được thương hiệu nước mắm Thuyền Nan của riêng mình, có khoảng 10 đại lý bán hàng trên cả 3 miền với doanh thu mỗi tháng gần 100 triệu đồng. Việt Nam đã từng có gần 60 loài mắm và bây giờ còn khoảng một nửa và Quảng Trị còn lưu giữ được rất nhiều cái loài mắm này. Thì tôi muốn phát triển và lưu giữ lại các cái kinh nghiệm làm mắm mà có trong dân gian để nó không bị mai một, không bị mất đi và tạo nên một cái sản vật của người Quảng Trị và là niềm tự hào của người Quảng Trị. Bài học đầu tiên của tôi là chọn cá và ướp cá với muối. Nghe thì đơn giản, nhưng công đoạn này cũng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Ví như cá làm mắm không được tham cá to vì cá béo quá, mắm dễ thối. Muối phải chọn loại hạt thật to vì đó là muối già nắng. Cũng nhờ Hằng, tôi đã hiểu thế nào là cá ăn muối, cá no muối. Đây là một chú cá đã ăn no muối. Giờ chỉ cần cho chú vào trong chum nữa là xong. Sau khi ướp muối, người ta ủ mắm trong khoảng 1 năm rồi đem ra lọc. Những giọt nước mắm đầu tiên được gọi là mắm cốt hay mắm nhĩ có độ đạm lên tới 40%, thậm chí hơn, thường được gọi với cái tên trìu mến, kết tinh của biển cả. Sự đam mê của bạn với nước mắm nó đến như thế nào? Hồi trước ở nhà với mẹ là thường làm cái nước mắm ngon cho ăn nên mình thèm nước mắm lắm. Mỗi lần mà ăn được nước mắm ngon là toàn là khen, cảm thấy sướng lắm. Lúc đầu nó tê ở lưỡi, xong rồi nó dìu dân và mình rất là cảm thấy rất là thưởng thức cái cảm giác mà được ăn được mắm ngon. Và đến khi mà không đi học xa nhà, không được ăn được mắm ngon, cảm giác thèm thèm, thiếu. Xong rồi là mình cứ ngồi Google nước mắm fish sauce, xong rồi mình đọc các cái tài liệu về nước mắm và mình thấy rất là nhiều điều thú vị trong đó. Các nghiên cứu của các cái đại học LA của Úc rồi các nghiên cứu của Mỹ nó đều khẳng định một điều là Việt Nam là được khởi thủy của sản xuất nước mắm. Và thế kỷ 17-18 là ông bà mình đã xuất khẩu một lượng rất lớn qua Thái Lan, Myanmar, rồi các cái đồng tiền của La Mã là người ta thấy ở tìm thấy ở Hà Tiên và các cái thùng mắm là tìm thấy ở châu Âu. Như vậy đã có người ta thấy là từ thế kỷ 17 là đã có sự thông thương trao đổi nước mắm giữa Việt Nam và châu Âu rồi từ hồi trước đó. Quả là một chi tiết vô cùng là thú vị luôn. Mắm anh ơi, anh có mắm nha anh ơi. Nhiệm vụ tiếp theo trong hành trình học làm nước mắm của tôi là cùng Hằng đi bán mắm.
đều đặn mỗi tuần một lần. Hằng đều đến góc nhỏ công viên Lê Duẩn này để bán mắm, không những để nâng cao doanh thu mà còn để trực tiếp lắng nghe phản hồi của khách hàng, từ đó có thể cải tiến cho sản phẩm ngày càng tốt hơn. Mà từ cái chai mắm này thấy nó rất là vất vả. Lúc hồi nhỏ chị biết rằng em đi bán, em chưa từng nghĩ là em sẽ bán một mặt hàng gì đó. Em sợ cảm giác bị từ chối, em sợ người ta không mua, em sợ cảm giác mà người ta coi thương mình. Bởi vì là tại sao lại về đi bán mắm? Rồi nhưng mà cái mà em học được quan trọng nhất từ cái 2 năm học ở Úc đó là cái khả năng tư duy độc lập, biết tại sao mình làm và theo đuổi cái động lực đó, cái mục tiêu đó để đạt được cái kết quả cuối cùng. Trong những ngày cuối năm bận rộn và lạnh giá này, mọi người vẫn tranh thủ chút khoảng thời gian rảnh hiếm hoi để mua sắm, chuẩn bị cho cái Tết sắp đến, nên không quá khó khăn để tôi và Hằng hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả thế nào rồi Hằng? Thành công mỹ mãn về ăn Tết thật dữ rồi! Yeah! Khép lại một ngày học làm nước mắm đầy nỗ lực, Hằng và gia đình bác Tứ ở xã Hải An, nơi có nghề làm nước mắm từ hàng trăm năm nay và cũng là nơi Hằng đã đến học làm nước mắm trước đây, đã chiêu đãi tôi một bữa cơm cuối năm với rất nhiều món mắm đặc trưng của Quảng Trị. Như rau cải chấm với mắm cá cơm, cá xanh ủ thính bắp, thịt luộc chấm mắm cá giò, bún chấm mắm nêm, sườn kho mắm ruốc. Bữa ăn đậm đà hương vị biển và chứa chan những mong ước giản dị của người Hải An sẽ là một cái Tết không thể nào quên với tất cả chúng tôi. Năm mới con chúc ông bà và mọi người vạn sự như ý ạ. Đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, nhồi trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng. Vậy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam. Yeah, yeah, yeah. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Chân trời hãy giang tay cho muôn người, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi cùng trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, người trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng. Vậy tay chào thế giới, trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. See
em.